Rồi, xin chào anh em. Hôm nay Cường tiếp tục chia sẻ với anh em một cây cần thăng mini nha anh em nha. Này là cọng rễ quái ha, cây zin nha anh em. Đây, cây này làm cây độ nhìn rất là duyên ha. Rồi, tán độ nó khoảng 20 anh em nha. Chiều cao từ đít chậu lên là cỡ 22, 23 ha. Đây, mình có thể cầm nắm đi dễ dàng anh em nha. Này là size mini ha. Rồi, anh em so sánh với cái quẹt nè. Rồi, Cường sẽ giao lưu với anh em cây cần thăng đổ này là 550k. Cường xin nhắc lại là 550k cho cây cần thăng nha anh em nha. Chưa bao gồm phí ship anh em ha. Rồi, anh em nào muốn sở hữu cây cần thăng này thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của Cường, đó là 0374 113366. Cường xin nhắc lại số điện thoại là 0374 113366. Rồi, xin chào, cảm ơn anh em. Cần thăng mini lâu lâu mới có một lô nha anh em nha. Cây này bộ chi tàn rất là mịn rồi. Này anh em về cắt con chơi thôi. Cần cù thăng tiến đó. Rồi, xin chào anh em.